Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ cực chuẩn về vận trình cuộc đời của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, biết trước thiên cơ, vượt qua đại hạn, đổi vận phát tài, tiền vàng chất như núi, khổ mấy cũng đổi đời giàu sang. Đúng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bước đường đời. Chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách khó khăn để trưởng thành và khôn lớn, có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban chôn ta những thất bại thảm hại, nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi cho mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại, sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Nhiều lúc thân nhau chỉ ở một lần ta cố gắng, chính vì thế, khi đứng trước khó khăn ta đừng nản chí, nản lòng, thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình. Để tìm kiếm thành công, bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Tử Vi học có nói, trong cuộc đời trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp, có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hầu kẻ hạ, nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một, ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất, tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên, mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau. Tất cả đều có lý do riêng của số phận, cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đón lành tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, mới đây nhất, luận theo tử vi số mệnh cuộc đời trong số 12 con giáp, thì quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972, năm nay bước sang tuổi 53, năm đại hạn nặng nhất của đời người, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường, ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời, thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắt nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe thì bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy Tử Vi cũng dự báo, bản mệnh vẫn có những điểm sáng bất ngờ trong vận trình, do được thần Phật phù trợ trong 52 năm vừa qua. Nhâm Tý là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc, tích đức, giờ là lúc hưởng thành quả, đặc biệt là trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024 sắp tới. Vận trình của tuổi Nhâm Tý sẽ như vàng rơi, lá rụng mùa thu, như hoa nở mùa xuân, mà phát lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo. Về sự nghiệp có quý nhân giúp sức, tiền bạc có thần tài ban lộc, gia đạo có vợ, có chồng, có con cái cùng vun vén, sức khỏe từ đó cũng tốt hơn rất nhiều.
Nếu bản mệnh tránh được 4 điều cấm kỵ này, thì cuộc đời của tuổi Nhâm Tý sẽ sung sướng từ nay tới cuối đời. Vậy vận trình tử vi trên các phương diện của người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ 4 điều mà con giáp này cần tuyệt đối tránh để tránh tai ương, đắc phúc đón lộc, hậu vận giàu có. Tất cả sẽ được Minh Đường tử vi bật mí ngay sau đây. Đầu tiên sẽ là đôi nét về tính cách đặc trưng của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông thì tuổi Nhâm Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm, đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la, rộng lớn, luôn yêu thương, che chở cho những người xung quanh. Họ cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Họ thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác, thì Nhâm Tý tang đố mộc, có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Nhìn chung, vận số tuổi Nhâm Tý sinh 1972, cuộc đời nhiều vất vả hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên từ trung vận trở đi, được ưu ái, sẽ có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài, vật chất đầy đủ, vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa, phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người. Dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý cũng gặp phải những chuyện trái ngang, do sự mềm dẻo trong tính cách của mình, có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình, họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mà họ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình, nữ Nhâm Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Nam mệnh tuổi Nhâm Tý là thiên quý tinh, vốn tính thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, nam mệnh tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa, đa tài, đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, Nhâm Tý nam mệnh khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung, họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, nam Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống giàu tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Theo dự đoán tử vi 2024 tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch, nhờ có cục diện tam hợp nên hứa hẹn sẽ là thời điểm tuyệt vời, rực rỡ thành công đối với bạn. Về mặt tài chính, tuổi Nhâm Tý có thể thu được lợi nhuận dồi dào trong nửa đầu năm Giáp Thìn này. Nếu ra ngoài làm ăn, kinh doanh, tuổi Nhâm Tý sẽ tạo lập được tầm ảnh hưởng lớn và gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh được những thị phi không đáng có, giúp công việc sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Trong tháng 3, 4 âm lịch này, tuổi Nhâm Tý sẽ có cuộc sống gia đình vui vẻ và hạnh phúc, diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ du lịch và lễ kỷ niệm ý nghĩa với những tuổi Nhâm Tý đang độc thân. Thời gian này, bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ mối quan hệ tốt đẹp, đích thực là có khả năng tiến đến hôn nhân,
Không có gì quan trọng hơn việc bạn đặt niềm tin tưởng vào khả năng của mình và sử dụng bản lĩnh đó để vượt lên trong cuộc sống. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu một điều gì đó của cuộc đời mình. Bạn có tất cả các nguồn lực cần thiết để biến giấc mơ thành hiện thực. Bên cạnh đó, hãy tuân thủ các kế hoạch của mình và sắp xếp các mục tiêu để hoàn thành với mục đích sống thiêng liêng của bạn. Sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện công việc, sự nghiệp tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Dự báo tử vi tháng 3 và tháng 4 âm lịch cho thấy tất cả mọi việc sẽ suôn sẻ trong cuộc sống, công việc của Nhâm Tý. Bạn không cần phải quá lo lắng vì mọi việc đã đặt vào đúng vị trí. Bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và các đồng nghiệp cũng thấy rất thoải mái khi làm việc với bạn. Bên cạnh đó, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch này, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Nhâm Tý đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí, những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn học hỏi thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với những tuổi Nhâm Tý làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bạn giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong hai tháng này không chỉ toàn những điều thuận lợi, do ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở Nhâm Tý chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ, hoặc khi được trao trọng trách mới, nhưng bạn lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi, mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Xét về phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 3, 4 âm lịch. Dự báo tài lộc của Nhâm Tý trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch đặc biệt lý tưởng, bạn càng chăm chỉ, càng xông xáo làm ăn thì càng dễ thu được nhiều món lợi. Được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Trong năm 2023 trước đó, tài lộc của Nhâm Tý vốn khá ảm đạm. Khi sang năm 2024 mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn tháng 3, 4 âm lịch. Theo đó, Nhâm Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi, kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà bạn đã dày công sức vun vén bấy lâu. Do đó, bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó, đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáu giận. Đồng thời, chú ý đến giao tiếp với mọi người, tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm, tiền bạc kiếm được nhiều. Nhưng nếu bạn không có ý thức giữ gìn và tích lũy, thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng, bạn cần duy trì thói quen tiết kiệm nữa nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Nhìn chung, vận trình tình duyên sẽ tương đối suôn sẻ, mối quan hệ đôi lứa, hai vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng. Nhưng đó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Nếu còn độc thân, bạn có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Còn các cặp vợ chồng cũng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bạn có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình, đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến nhân duyên nở rộ, điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình. Những người đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới, đặc biệt liên quan tới công việc, để không phát sinh tình cảm ngoài luồng. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong hai tháng này, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe của Nhâm Tý cũng nảy sinh một vài vấn đề, bạn cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn.
Cần thiết nhất là chú trọng khâu đi đứng để tránh tai nạn bất ngờ. Thêm vào đó, hãy thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để luôn an tâm về sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Tiếp sau đây sẽ là phần luận giải hung cách từng tháng âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Nhâm Tý nhận thấy có dấu hiệu bừng sáng, bất ngờ có quý nhân phù trợ, việc lớn nhỏ đều thành, tiền bạc đến từ nhiều nguồn, có điều, vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá tại thời điểm này, đừng tin người quá dễ dàng, kẻo bị lừa gạt, nhất là trong hợp tác, làm ăn, đặc biệt, đi đâu công tác xa cần đề phòng bị mất trộm. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tháng 4 âm lịch có nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Nhâm Tý, báo hiệu sự nghiệp nhiều thăng trầm, có dấu hiệu tiểu nhân hãm hại. Nếu muốn ổn định làm tốt việc của mình cũng không xong, đầu tư thiếu may mắn, cẩn trọng kẻo bị lừa gạt vì tin người một cách ngây thơ. Tử vi Nhâm Tý tháng 4 âm lịch cho thấy tình hình sức khỏe nhiều bất cập, dễ bị ốm, sốt, cân nặng giảm sút, nhất là ở trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cần đề phòng họa huyết quang, đi đứng thận trọng, kẻo bị tai nạn xe cộ. Sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Nhâm Tý năm 2024. Năm có sao tốt chiếu mệnh, nam Nhâm Tý chủ động công việc, làm ăn có thể mở rộng thêm, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải lo nghĩ, lại có lộc về điền sản. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, gây chuyện kiện cáo, làm ơn mắt oán, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ, gia đình có thể có người mất trong năm. Cách kích hoạt cát tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topica xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng nâu. Nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm vì được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế, nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bạn tốt bụng, không ngại ngừng giúp đỡ người khác, thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với những trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy, cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió, trở trời. Với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, bản mệnh nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, hãy cho đi mà không cần nhận lại. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Nhâm Tý năm 2024. Do chịu tác động của hung tinh, con giáp này làm gì cũng phải để tâm, quan sát, tính toán cẩn thận, kẻo để lộ sơ hở cho tiểu nhân gây khó dễ, thậm chí phải trả giá bằng tiền bạc mà mình vất vả kiếm được. Phương diện sức khỏe cũng không thực sự lý tưởng, bạn dễ đau ốm lâu ngày, khiến tinh thần và thể chất xuống dốc. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp bản mệnh hóa sắc cầu an, hạn chế dùng đồ trắng. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm, bản mệnh tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất, màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc, gồm màu đen hoặc xanh dương. Việc dùng người cũng nên thận trọng, chớ tin người thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà, thì bản mệnh nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, thì dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của chữa trị, nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi,
lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tâm lý, bản mệnh cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất chứa quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các căn bệnh kỳ quái như trầm cảm. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Nhâm Tý gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đen vượng sự nghiệp. Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2024 thấy rằng màu sắc này sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của tuổi Nhâm Tý. Nhờ vậy mà bạn sẽ được đồng nghiệp nể phục và cấp trên đánh giá cao, thường xuyên sử dụng màu đen cũng sẽ giúp bạn trở nên cởi mở hơn, xây dựng quan hệ xã giao tốt đẹp, gặp được một số cơ hội và đối tác tiềm năng. Màu xanh da trời vượng tài lộc. Màu xanh da trời giúp bạn luôn cảm thấy thư giãn, nhẹ nhõm, sẵn sàng đối diện với những khó khăn trên con đường làm giàu. Ngoài ra, bạn cũng thận trọng và vững vàng hơn. Nhờ thế mà tránh được những tổn thất không đáng có, bạn biết đâu là cơ hội mình cần nắm bắt để vươn lên, đâu là lúc mình cần lùi lại để bảo toàn những gì đang có. Màu xanh lá cây vượng tình duyên. Màu sắc này giúp bạn giữ được một tâm hồn rộng mở, bạn học cách bao dung, xử lý các vấn đề trong mối quan hệ một cách lý trí. Nhờ vậy mà người độc thân dễ gặp được người phù hợp, người có đôi có cặp duy trì được hạnh phúc lâu dài. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Nhâm Tý đó là màu đỏ, tím. Hai màu sắc này sẽ khiến tuổi Nhâm Tý luôn cảm thấy căng thẳng, nóng nảy, rất dễ vướng vào tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp và cấp trên, bạn cũng trở nên quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hậm hĩnh. Trong việc hợp tác làm ăn, bạn cũng thường trở nên bất cẩn khi lựa chọn đối tác hay dự án làm ăn, từ đó dễ bị lừa gạt, mất mát của cải, vướng vào hiểu lầm hoặc tranh chấp. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Quý Mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh 1972 ở tuổi 53. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng, tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Người ta tôn trọng người già và yêu trẻ, thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác, mà đức độ của người già, người sống hiền lành, có đức thì mới được tôn trọng. Tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ, con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng. Đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh, mệnh chủ không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng. Có như thế, thì ngay cả khi mất đi cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm, chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự. Nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức, mệnh chủ sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ, điều này đã thấy rõ trong nháy mắt. Đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già, không phải lúc nào cũng chỉ có thể ăn được, hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình, đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh 1972 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.